Kính chào Cộng đoàn Mời Cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa Ngày thứ Bảy Sau Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay Năm C Tin mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Do An Khi ấy Sau khi ông Lazaro sống lại Ra khỏi mồ Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria Và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm Có nhiều kẻ đã tin vào người nhưng lại có những người đi gặp nhóm pha ri và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người pha ri triệu tập thượng hội đồng và nói, Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Cai Pha làm thượng tế năm ấy nói rằng Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt Điều đó ông không tự mình nói ra Nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tảng mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-xu. Vậy Đức Giê-xu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái Từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ Các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người pha thì ra lệnh Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Đó là lời chúa. Kính thưa cộng đoàn, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy hai vấn đề nghịch lý mà các thượng tế và các người pha ri sêu đã đưa ra trước sự kiện Chúa Giêsu làm dấu lạ cho anh Lazaro sống lại từ cõi chết khiến mọi người tin vào Chúa Giêsu nên họ sợ. Họ sợ người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta và họ quyết định giết Chúa Giêsu theo lời của thượng tế Cai Pha thả một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Các người lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã quyết bảo vệ nơi thánh là đền thờ Jerusalem và dân tộc mình nhưng họ đã không biết rằng chính dân tộc họ là dân riêng của thiên chúa được chúa tuyển chọn che chở và giữ gìn nếu họ tuân giữ thánh chỉ của người và ngôi đền thờ nguy nga lộng lẫy ấy là ngôi đền thờ vật chất nay còn mai mất sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào mà thay vào đó là thánh điện cực trọng là chính Đức giê Kitô đang ở giữa họ. Kính thưa cộng đoàn, thời đại chúng ta hôm nay vẫn xảy ra những điều nghịch lý ấy. Chúng ta không biết vui mừng để cùng chia sẻ với niềm vui của những người được Thiên Chúa cứu độ, những người từ cõi chết bước vào cõi sống, từ con người tội lỗi được trở nên con người tốt lành thánh thiện. Có khi chúng ta lại dèm pha, ghen tức chỉ trích và loại trừ họ. Chúng ta cố bảo vệ con người của mình với vỏ đạo đức giả, với những hình thức bên ngoài của đời sống thiêng liêng. Trong khi đó, điều quan trọng và cốt yếu đáng lẽ chúng ta cần và phải bảo vệ và trân trọng thì chúng ta lại lãng quên hoặc cố tình quên nữa. Đó là bảo vệ Chúa. Bảo vệ Chúa đang hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Giữ lấy Chúa ở luôn mãi trong đời sống của chúng ta thì chúng ta lại lơ là và tệ hơn là quyết định giết Chúa khi chúng ta đóng đinh Chúa bằng những hành vi gian tà và độc ác của chúng ta đối với anh em của mình. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con chuẩn bị bước vào tuần Thánh tuần cao điểm của tình yêu mà chúa dành cho mỗi người chúng con xin cho chúng con thực sự sống tinh thần hoán cải chấp nhận chết đi cho con người cũ với tội lỗi và phản nghịch cùng chúa để chúng con được sống sự sống mới trong chúa amen